Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn về cái chủ đề đấy, chính là nếu trong tình yêu mà các bạn cứ đòi thắng người đàn ông cái thứ này ấy, thì tức là các bạn đã thua trong việc có được trái tim của họ. Đó là cái điều gì vậy? Điều gì mà mình không khuyến khích rằng các bạn cứ phải thắng? Đấy chính là đừng cố gắng để thắng trong một cuộc cãi vã. Vì trong một cuộc cãi vã thì không có người nào thắng, cũng không có người nào thua cả. Ngay cả khi họ chiếm thế áp đảo hay bạn chiếm thế áp đảo thì ai thắng trong một cuộc cãi vã thì người đấy cũng là người thua. Bởi vì sao? Bởi vì sau một cuộc cãi vã, cả hai cùng bị tổn thương. Và ngay cả khi bạn là người sai đi chăng nữa hay ngay cả khi anh ấy là người sai đi chăng nữa, chẳng ai muốn thừa nhận cái sai của mình cả. Người ta chỉ biết rằng đối phương làm mình tổn thương và mình đang phải chịu đựng cái sự tổn thương đó. Ranh giới giữa cái đúng và cái sai trong tình yêu nó quá mong manh. Và các bạn đến với nhau không phải để lấy phân định ai đúng ai sai. Các bạn đến với nhau là để yêu nhau. Mình biết là trong tình yêu thì con gái đôi khi nghĩ rằng mình là một người nên được yêu chiều, cho nên luôn luôn chiếm cái thế áp đảo. Là cái gì thì gì, anh cũng phải nhường nhịn em chứ, rồi anh cũng phải làm lành với em chứ, đúng không? Và nói gì thì nói, các bạn là con gái, các bạn cũng muốn là mình sẽ được một cái ưu thế hơn. Đương nhiên ở trong những cái hoàn cảnh phù hợp thì các bạn cũng có thể đòi hỏi cái quyền lợi đó. Nhưng nếu thực sự để bước vào một cuộc cãi vã, một cuộc tranh luận nảy lửa, mà thậm chí có thể nói những cái lời mà làm tổn thương nhau á, thì lúc đấy mình lại khuyên các bạn là không nên tranh giành phần thắng đâu. Cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn đầu tiên trong ngày hôm nay á, đấy chính là hãy luôn luôn có cái tâm niệm trong đầu mình là mình không bao giờ phải cãi nhau với người yêu. Các bạn ạ, có thể là có những mâu thuẫn, có thể có những cái bất lòng, nhưng chẳng bao giờ phải cãi nhau cả. Bởi khi một khi đã nói đến cái từ cãi nhau ấy, tức là mức độ của nó rất là nặng. Các bạn cãi nhau tức là các bạn to tiếng với nhau, thậm chí có những lời lẽ xúc phạm với nhau, thô tục với nhau. Và thế là có những người còn đánh nhau nữa. Vậy thì cái mức độ nó rất là nghiêm trọng như thế. Các bạn nghĩ rằng sau tất cả những cái tổn thương đó về mặt thể chất, về mặt tinh thần mà các bạn còn yêu nhau được lâu dài không? Nếu cứ để điều đấy xảy ra tức là các bạn đã giết chết tình yêu của mình rồi. Vậy thì là một người văn minh hãy hiểu rằng chúng ta yêu nhau bằng một tình yêu văn minh và không có cái khái niệm là cãi nhau hay là chửi nhau trong tình yêu. Bản thân mình trong cái tình yêu và cuộc hôn nhân của mình ấy, đương nhiên nó cũng sẽ có mâu thuẫn chứ. Đương nhiên sẽ có những lúc bất đồng chứ, mỗi người một ý và mỗi người một cá tính. Nhưng mà bản thân mình thì luôn luôn có một cái nguyên tắc á. Tức là lúc nào mình cảm thấy rằng mình được nước, người ta nhường nhịn mình ấy, thì mình có thể nói, mình xả hết cái tâm tư tình cảm của mình ra để người ta hiểu, để nói cho người ta thấu hiểu rằng tại sao mình lại như thế. Còn lúc nào mà mình thấy là mình nói xong rồi người ta cũng đang tức lên rồi, người ta còn tức còn cao hơn mình nữa, thì lúc đấy mình sẽ phải chủng lại. Bởi vì mình, người ta bảo là lựa cơm gắp mắm ấy, thì mình có thể tự hào để một chút để nói rằng mình cũng là một người ứng dụng cái điều lựa cơm gắp mắm cũng khá là tốt. Tức là lúc nào mình cảm thấy rằng mình có thể lên được, có thể tức lên được một chút thì mình cứ tức. Còn nếu như thấy người ta cũng bị tổn thương quá, người ta cũng tức lên rồi thì thôi mình xuống. Bởi vì mình không bao giờ có khái niệm mình phải thắng trong cái cuộc cãi vã đấy cả. Bởi vì dù gì thì gì, mình cũng biết được rằng chúng ta đến với tình yêu này là chúng ta đủ văn minh để ứng xử với nhau bằng một cái tình cảm nó văn minh nhất. Không có khái niệm cãi nhau, có bất đồng, có mâu thuẫn, nhưng không phải cãi nhau. Không phải là anh ở đây gào lên cái lý lẽ của anh, em gào lên cái lý lẽ của em, không. Mà trong những cái tình huống như thế, một là chồng mình sẽ học cách là thôi, lựa lời, không có nói cái gì mà làm mình tức hay nữa, và lắng nghe mình. Còn mình thì cũng thế. Lúc nào mà anh tức quá thì thôi, mình cũng sẽ lắng xuống, mình sẽ dừng lại. Thì như vậy, trong cái cuộc tình này bọn mình sẽ không bao giờ có khái niệm cãi nhau hay chửi nhau hết. Hay thậm chí là có những cái tình huống mà nó căng thẳng đến cao trào thì không. Và nhiều khi trong những cái buổi tư vấn mà mình lắng nghe các cô gái cứ nói về bọn em cãi nhau, rồi là bọn em chửi nhau, rồi bọn em còn đánh nhau nữa, thì mình thực sự trong lòng mình nghĩ tại sao yêu nhau mà phải như vậy với nhau, đúng không? Chúng ta văn minh mà, chúng ta là những người văn minh, hãy yêu nhau và ứng xử với nhau một cách văn minh ngay cả khi chúng ta xảy ra những mâu thuẫn. Còn nếu như mình văn minh mà người ta không văn minh thì sao? Thì lúc đấy mình phải xem lại người ta. Cái lúc người ta tức giận cũng là lúc để các bạn nhìn rõ bản chất con người của người đàn ông đấy nhất. Để các bạn biết rằng, ôi,
Nếu tức giận mà người ta đối xử với mình như thế này á, thì đấy chính là bản chất của người ta. Mình có thể gắn bó cả đời với một người không văn minh không? Trong khi chúng ta là những người văn minh, đúng không? Cho nên không đánh cãi chửi nhau khi mà có mâu thuẫn. Còn nếu có cái tình huống đấy xảy ra thì mình sẽ không bao giờ để người đàn ông đấy bước vào cuộc đời của mình thêm nữa. Đấy là thời gian để chúng ta nhìn nhận lại. Còn các bạn phải luôn luôn khắc ghi ở trong suy nghĩ của mình rằng không bao giờ có khái niệm đánh cãi chửi nhau trong tình yêu. Không cãi nhau để làm gì cả. Chúng ta ở đây là để thấu hiểu nhau và ứng xử với nhau một cách văn minh, ngay cả khi có những mâu thuẫn và có những cái rào cản trong cái việc không thấu hiểu nhau. Cái điều thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn ấy, đấy là đừng nói những lời làm tổn thương. Bởi vì mình biết rằng khi các bạn tức lên là các bạn sẽ làm nói những lời làm tổn thương nhau. Nhưng mà mình phải có cái khả năng lý trí để mình có thể nhận biết được điều đó. Ví dụ các bạn cứ nói rằng anh là một người đàn ông vô tâm, anh là một người đàn ông vô lý, anh là người không đáng mặt đàn ông như thế này thế kia. Lúc tức giận các bạn sẽ nói những câu như thế. Thì các bạn có biết điều gì không? Khi mà các bạn bới móc những cái sai lầm của người khác ra thì người ta có thể bới ra cả tá cả đống những cái sai lầm của các bạn. Đấy. Ví dụ như là mình lịch sự với nhau để không bóc mẽ nhau ra cơ, thì có thể là người ta cũng lịch sự với mình, người ta không bóc mẽ mình. Nhưng một khi mình bóc mẽ người ta cái là người ta có cả tá cả đống để nói về các bạn luôn. Nói thẳng là như thế. Cho nên bằng cái cách đấy thì cuối cùng là như thế nào? Tổn thương sau tất cả, đau, tổn thương. Mà nếu sau tất cả vẫn còn yêu nhau, vẫn phải quay lại với nhau thì thực sự nó cũng là một cái nỗi đau quá là lớn. Và tình cảm nó cũng không thể nào mà gắn kết như trước đây được. Vì tất cả những cái tổn thương, những cái câu nói nó xúc phạm đến nhau như thế. Và là một người thông minh trong cuộc sống này, muốn có hạnh phúc thì không phải là cái câu gì mình nghĩ ra mà mình cũng nói đâu. Thế cho nên những lúc tức giận như thế, mình hy vọng rằng các bạn cũng sẽ kiềm chế lại bản thân mình. Ít nhất là mình không thể nói được những câu ngọt ngào thì thôi mình im. Mình im đi để mình có thời gian bình tĩnh lại. Sau đó là cái điều số 4 các bạn nên làm, đấy chính là xem lại bản thân mình. Xem lại là mình có sai không? Mình ứng xử như thế đã đúng chưa? Bởi vì trong rất nhiều tình huống là cái người sai cũng là mình đó. Và nếu sai thì đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có đàn ông thì phải làm lành với các bạn. Nếu thấy mình cũng sai hãy làm lành. Hãy đảm bảo rằng trong tình yêu của các bạn sẽ có sự nỗ lực của cả hai. Có những lúc người đàn ông của các bạn làm lành, mà có những lúc các bạn chủ động làm lành. Thì như thế nó sẽ tạo được cái sự gắn kết và liên kết giữa các bạn, để biết rằng chúng ta vẫn còn cần có nhau, chứ không phải trong tình yêu này chỉ có một người đang nỗ lực. Rồi sau khi các bạn đã chủ động làm lành rồi thì đừng quên là hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình một cách văn minh nhất. Nếu các bạn cảm thấy rằng nói chuyện với nhau quá khó, hãy nhắn tin. Đây là một cái phương pháp rất là hiệu quả đấy. Nhắn tin, lúc đó các bạn không phải đối mặt với nhau. Nó sẽ dễ dàng hơn để các bạn ứng xử một cách văn minh hơn, để nói ra những cái điều mà với cái tâm lý là mình nói những cái điều này vì mình mong những cái điều tốt nhất trong mối quan hệ này, vì mình muốn xây dựng một mối quan hệ lành mạnh, chứ không phải là mình muốn chỉ trích xem ai đúng ai sai. Đừng bao giờ để những cái ấm ức khó chịu ở trong người mà không bao giờ các bạn giải tỏa. Hãy giải tỏa nó ra nhưng với tư thế của một người văn minh, và dùng những lời lẽ nó lịch sự với đối phương. Thì bằng cách đấy đối phương sẽ hiểu bạn hơn. Bạn cũng sẽ giải tỏa được những cái suy nghĩ của mình. Ngay cả khi anh ấy không đồng tình với bạn thì trách nhiệm của bạn cũng phải là bày tỏ suy nghĩ của mình để anh ấy hiểu, chứ đừng bao giờ cứ giữ nó ở trong lòng, xong ấm ức trong chỉ vì mà vẫn còn cần người ta lắm nhưng mà mình vẫn phải chịu đựng. Thì đừng như thế các bạn ạ. Ít nhất có thể là đối với một số những người đàn ông, người ta chưa hiểu được bạn luôn, người ta chưa thấu hiểu và đồng tình với bạn luôn, thì ít nhất anh ta cũng biết rằng à, đấy là quan điểm và cảm xúc của bạn. Thì người ta hiểu rồi thì lần sau có thể người ta biết, người ta sẽ tránh đi. Hoặc là dần dần với cái suy nghĩ thế, người ta cũng sẽ hiểu và thấu hiểu bạn hơn, và từ đó làm cho nhau hạnh phúc. Chứ đừng bao giờ có những cái ấm ức, có những cái khó chịu, có những bức xúc mà không bao giờ dám nói ra, chỉ vì sợ là mình nói ra thì cái mối tình này nó sẽ kết thúc. Thì cũng đừng bao giờ như thế các bạn nhá. Nói chung, dù các bạn dùng cách gì để có thể có được cái sự thoải mái cũng như giải tỏa được cảm xúc của mình, thì cái nền tảng của nó cũng là sự văn minh. Hãy nói chuyện với nhau dựa trên tư cách của hai người văn minh lịch sự, tuyệt đối không dùng những lời lẽ thô tục, chửi nhau, cãi nhau, đánh nhau, thậm chí tát nhau, vả nhau. Đừng bao giờ làm như thế. Mình cảm thấy rất là buồn khi trong những cái bức thư mà các bạn gửi đến cho mình ấy, còn có những bạn nam mà bạn không bạo hành với bạn ấy mà bạn nữ còn bạo hành, cứ tức lên là cho mình cái quyền được tát, được vả người đàn ông. Các bạn ơi, đấy là một cái sự xúc phạm quá lớn đối với một người đàn ông đó. Đừng làm như thế. Mình đã nói rồi, ngay cả khi không sống được với nhau, phải chia tay nhau thì phải chia tay trong văn minh, chứ không nhất thiết phải làm cái việc động tay động chân đó.
và những cái lời lẽ nó thô tục với nhau các bạn nhá. Và hãy nhớ rằng trong một cuộc cãi vã, bạn thắng tức là bạn đã thua hoàn toàn trong việc có được trái tim của họ. Đừng bao giờ cố gắng để thắng trong một cuộc cãi vã, mà hãy tìm cách để có thể tìm hiểu về, thấu hiểu về nhau hơn và làm cho nhau hạnh phúc nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Đây là một câu chuyện của một chị gái, chị ấy có tâm sự như thế này. Nhờ em tư vấn giúp chị, tình cờ chị và anh ấy quen nhau trên Zalo. Nói chuyện một thời gian rồi hai người đã yêu nhau. Qua cách tâm sự, chị cảm thấy anh là một người đàn ông mà chị thích. Chị đã yêu anh ấy thật lòng. Nhưng em ơi, có điều là hai người chưa từng gặp mặt nhau, chỉ gọi điện thoại qua video. Một tuần trước anh sống ở Paris thì chị ở Đức. Nhưng hiện giờ anh đã sang Anh rồi. Trước khi đi, anh không cho chị biết vì anh sợ chị buồn. Sang đến nơi anh mới nói cho chị biết. Chị đã khóc suốt đêm vì biết là cơ hội gặp nhau rất khó. Như anh nói là chị cứ an tâm, anh không bao giờ bỏ chị. Nhưng chị nghĩ nó rất mong manh, phải không em? Thú thật với em là chị cũng đã từng yêu, nhưng chưa bao giờ chị yêu ai bằng anh ấy. Cho dù hai người chưa gặp nhau bao giờ, chị không biết chị có tin những lời anh ấy đã nói với chị được không? Là hãy đợi anh ấy và cho hai người, và hai người cứ sợ mất nhau. Chị phải làm sao đây em? Em cho chị một lời khuyên, chị cảm ơn em. Chị thân mến, em biết rằng thông qua câu chuyện của chị thì em thấy tình cảm của chị dành cho anh ý là rất thật lòng. Nhưng cũng không có gì để đảm bảo rằng tình cảm của anh ý dành cho chị cũng là thật lòng cả. Bởi vì sao? Bởi vì các chị và anh ấy có thể yêu xa, nhưng cái sự yêu xa mà nó thật lòng á, nó sẽ thể hiện ở chỗ là sẽ phải có kế hoạch gặp nhau. Đó, không có cái tình yêu xa nào nó bền vững và nó thực tế ở cái chỗ mà chưa bao giờ có kế hoạch gặp nhau và chỉ nói rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em. Thực ra ấy, chị có thể video call với anh ấy, chị có thể nói chuyện và thông qua đó thấy rằng người đàn ông này rất tốt. Nhưng mà chị cũng chưa gặp con người thật thì chị cũng không biết anh ấy là người như thế nào. Bởi vì ở trên mạng mà để thể hiện mình là một người rất tốt, rất tuyệt thì ai có thể thể hiện được. Cái thực tế nó mới là quan trọng, chị ạ. Bởi vì bây giờ đối với chị mà nói, hình tượng của anh ấy rất là đẹp, một người đàn ông rất là tốt, cho chị có cảm giác rằng là một cái tình yêu thực sự. Thế nhưng mà thực tế anh ấy như thế nào thì không biết. Thậm chí anh ấy ở xa như thế, chị cũng có đảm bảo được rằng là anh ấy chưa có vợ không? Hay chưa có người yêu không? Hay là mình chỉ là một trong số những người mà anh ấy tán ở trên mạng thôi? Em không hy vọng là những điều đấy xảy ra, nhưng cũng rất có thể nó là một trong số những tình huống chứ. Mình thật lòng không có nghĩa là người ta cũng thật lòng với mình đâu. Và bây giờ em nói như vậy để chị có thể đề phòng những cái tình huống mà nó xảy ra. Còn một cái điều mà chị cần phải nhớ là như thế này: yêu nhau thực sự thì sẽ có kế hoạch để gặp nhau. Có thể giữa các anh và chị, cái sự gặp nhau nó sẽ khó khăn hơn, nhưng mà ít nhất phải có kế hoạch. Ví dụ một năm không cần nhiều, mình gặp nhau một lần, hoặc là lần tới đây, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sẽ là lúc nào. Nếu thực sự yêu nhau sẽ phải có kế hoạch đấy, chứ không bao giờ là cứ yêu nhau mãi ở trên mạng và chẳng có một cái kế hoạch gì cho tương lai cả. Nếu thế thì đừng nói yêu. Đó, cho nên là mình dù gì thì mình yêu mình cũng phải thực tế một chút. Còn nếu như không thể có những cái buổi gặp mặt thực sự thì em khuyên chị là bây giờ cũng đừng nên tin tưởng vào cái tình yêu này quá nhiều, hay là dành tình cảm cho quá nhiều, hay là nói yêu thương nhau quá nhiều, chị ạ. Bởi vì là nó không thực tế. Nếu không gặp nhau thì không thể nói là tình yêu thực tế được. Tại sao người ta lại nói rằng yêu xa thì nó khó có thể thành? Đương nhiên yêu xa hoàn toàn có thể thành công được, và rất nhiều người yêu xa đã thành công. Nhưng yêu xa nó cũng có cái nguyên tắc của nó. Để nó có thể bền vững lâu dài được, thứ nhất là phải có kế hoạch gặp nhau. Phải gặp nhau ở đời thực thì mới biết là người ta là người như thế nào. Đó, không chỉ gặp nhau mà còn có các kế hoạch thường niên để gặp nhau nữa. Ví dụ mình không được nhiều, một năm vào lúc nào chúng ta sẽ tích đủ tiền, chúng ta sẽ gặp nhau. Có những lúc anh sẽ đến gặp em, có những lúc em sẽ đến gặp anh. Chúng ta sẽ có những lúc em hy sinh vì anh, có những lúc anh hy sinh vì em. Đấy, phải có được những cái điều đấy thì tình yêu xa nó có thể bền vững được. Chứ còn nếu mà chỉ nói suông thôi thì em muốn nhắc nhở chị một cái điều như thế này: lời nói của đàn ông ấy thì nó có hạn sử dụng, mà lời nói của ai có hạn sử dụng thôi. Người ta nói bây giờ có thể, em không biết là có thể tin tưởng được cái lời đó hay không, nhưng cứ coi như là mình có thể tin tưởng được lời của anh ấy đi, thì cái lời nói anh ấy nói với chị hôm qua nó chỉ có giá trị của hôm qua thôi,
triệu, chứ không có nghĩa là vài tháng sau cái lời đấy vẫn sẽ là đúng. Bởi vì con người họ nói ra những lời nói dựa vào cảm xúc ở thời điểm hiện tại của họ. Cảm xúc lúc đó người có thể người ta dâng trào, người ta yêu chị, người ta nói như thế. Nhưng một tháng sau, hai tháng sau, với những cái khó khăn trong cuộc sống, thậm chí một năm, hai năm sau, thì câu nói đấy nó sẽ không còn là như vậy nữa. Và nếu như câu yêu thương nào trong tình yêu mà cũng có thể tin tưởng được như vậy thì đã không có những cái mối tình chia tay. Vì hầu hết những cái mối tình chia tay thì ban đầu họ rất là hạnh phúc với nhau, nói toàn những câu yêu thương ngọt ngào và những lời chân thành. Mình không thể nói rằng những cái lời đấy là không chân thành, mà mình chỉ có thể nói rằng nó chỉ đúng ở cái thời điểm nói đó thôi nhá. Cho nên là những lời anh ấy nói thì mình biết thế thôi, còn mình cũng phải có một cái sự thực tế ở đấy. Đương nhiên chị là con gái và anh ấy là đàn ông thì em không phải là có cái gì là trọng bên khinh hay cái gì cả. Thế nhưng mà cái lần đầu tiên mà anh chị gặp nhau thì sẽ nên là để người đàn ông sẽ đến gặp chị nhá. Nếu thực sự anh yêu chị, anh sẽ có kế hoạch để gặp chị. Hay là chưa có một kế hoạch cụ thể là ngày nào thì anh cũng sẽ nói với chị rằng anh thực sự muốn gặp em. Và anh sẽ tích cóp tiền, anh sẽ có kế hoạch để ngày một ngày nào đó, hay là một ngày này ở tháng này, hay là bất kỳ lúc nào đấy anh sẽ gặp em và nhất định sẽ gặp em. Nếu như thực sự có cái suy nghĩ đấy thì mới có thể nói rằng anh ấy là người chân thành với chị. Còn nếu như không bao giờ có kế hoạch gặp mặt thì rất có thể là mình đã đưa mình vào cái tình huống là mình chỉ là giải khuây cho một người đàn ông thôi. Chị ạ, không phải ai cũng đơn giản như mình và không phải mọi thứ lúc nào nó cũng như mình nghĩ. Không phải là mình cứ chân thành thì người ta sẽ chân thành với mình. Đó, thế nên chị cũng phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần cho cái việc là rất có thể những cái điều mà em vừa nói, những cái tình huống ở trên nó sẽ xảy ra. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái việc yêu xa là sẽ rất là mệt mỏi, sẽ rất là tốn tiền, tốn chi phí và nó cần anh chị có một cái tài chính nó rất là tốt. Đấy, thực ra có những cặp đôi yêu xa mà không đến được với nhau là vì cái gì? Là vì không có tiền. Đó, là vì không có đủ tài chính để có thể chi phí cho những cái khoản mà chúng ta có thể gặp nhau, không nói là liên tục hay là thường xuyên, thế nhưng thỉnh thoảng phải có kế hoạch để gặp nhau. Mà nếu không gặp nhau được thì tình yêu đấy làm sao nó tồn tại được, đúng không chị? Cho nên đó, nếu mà chị muốn cái tình yêu này nó lâu dài thì phải xem xét cái anh này, thêm anh có dự định để gặp mình hay không. Cái thứ hai, nếu anh cũng nhìn thấy cái sự chân thành của anh ý, anh cũng kế hoạch để gặp mình, thì có thể lần đầu anh đến gặp chị thì lần thứ hai sẽ phải là chị đến gặp anh ý, chứ không phải lúc nào cũng là để người đó đến gặp chị được. Bởi vì đấy cũng là một cái áp lực về tài chính. Thế nên là không chỉ là phải là chân thành với nhau này, cái thứ hai nữa còn phải có tài chính này, phải có tiền này, trang trải được những cái chi phí mà chúng ta có thể gặp nhau. Còn nếu thực sự mà anh chị yêu nhau mà anh chị có thể đáp ứng được cái nhu cầu tài chính thì cái việc yêu xa nó chẳng có gì là to tát cả. Bởi vì mình vẫn có thể thường xuyên gặp nhau, mình có thể thường xuyên bay qua bay lại để có thể gặp nhau mà, đúng không? Ví dụ trong thời điểm này thì dịch bệnh thì em không nói, thế nhưng những cái lúc mà có thể được gặp nhau thì người ta sẽ phải sắp xếp để gặp nhau chứ, đúng không? Thì đó là cái hai cái thứ mấu chốt quan trọng. Một là thật lòng, hai là phải có tài chính. Còn nếu chỉ thật lòng không mà không có tài chính thì cũng không được. Ví dụ như là cái tiền mà mình đi thăm người ta một năm bằng cái tiền tích cóp cả năm của mình thì nó sẽ rất là khó. Mình còn phải chi phí và trang trải cho những cái thứ trong cuộc sống của mình nữa chứ, đúng không? Xong rồi dần dần cùng với thời gian, cái sự mệt mỏi nếu như không có về kinh tế, nó sẽ khiến cho cả hai cùng nản. Hoặc là anh nản trước hoặc là chị nản trước, rồi tình yêu này nó cũng sẽ kết thúc thôi. Cho nên để nuôi dưỡng được cái tình yêu xa, thứ nhất nó cần cái sự thấu hiểu và chân thành, thứ hai nó cần tài chính, cần tiền, thứ ba nó cần hai cái tâm hồn mà thực sự hướng về nhau và hiểu nhau, hiểu cho nhau, rồi thứ tư nó cần cái bản lĩnh rất lớn để chịu đựng được sự cô đơn. Đó, yêu xa không phải là lúc nào mình muốn gặp là mình gặp được. Và rồi ví dụ là mình phải khống chế những cái sự tức giận hoặc sự giận dỗi của mình, mà để tình yêu này nó không bị ngột ngạt bởi những cảm xúc tiêu cực nữa. Càng yêu nhau lâu thì người ta càng dễ có cái xu hướng là tiêu cực với nhau, thì mình cũng phải là một người chịu đựng được sự cô đơn và chế ngự được những sự tiêu cực đấy, thì nó cũng cần rất là nhiều những cái điều đó. Thì em có cái video về chủ đề là những cái điều quan trọng khi yêu xa đấy, thì chị có thể, để tình yêu xa có thể bền vững thì chị có thể xem cái video đấy. Nhưng cái điều quan trọng trước hết là phải xem anh này đã, anh có dự định để gặp chị hay không, đấy mới là cái bước đầu tiên. Còn nếu không thì mình phải dừng lại thôi chị ạ, vì tình yêu nó không có nền tảng để có thể phát triển tiếp chị nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.